Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem bà bầu phụ nữ mang thai có ăn được tiết canh củ dẻn hay không. Trước khi tìm hiểu về cái món ăn gọi là tiết canh giả này thì chúng ta cùng xem với tiết canh sống thật ý, và củ dẻn nói chung thì đối với mẹ bầu thì chúng ta nên sử dụng như thế nào trong thai kỳ của mình để đảm bảo an toàn nhất nhé. Thứ nhất là với món tiết canh sống. Đây là cái món ăn tươi sống mà cái nguyên liệu chính chúng ta chắc hẳn ai cũng biết rồi, đó chính là tiết của động vật này. Thường thì là lợn này hay là vịt, ngan hay là dê. Nó được pha chế cùng nhiều cái nguyên liệu khác nhau, rồi nước mắm rồi là muối nữa, rồi trộn cùng các loại thịt như là thịt sụ này, gan rồi băm nhỏ ra để làm đông tiết nữa. Đây vốn là cái món ăn được rất là nhiều người ưa thích, đặc biệt là đàn ông, những đấng mày râu và kể cả chị em phụ nữ cũng rất là nhiều người yêu thích cái món ăn này. Thế nhưng cái món ăn này nó không đảm bảo cái vấn đề về an toàn vệ sinh, an toàn sức khỏe cho con người, và ngay cả đối với những người bình thường cũng không nên ăn rồi. Còn đối với phụ nữ mang thai thì chúng ta cần phải tránh hoàn toàn, tức là chúng ta hoàn toàn phải kiêng cữ cái món tiết canh sống này. Và những nguy cơ khi mà chúng ta ăn ấy từ cái tiết canh sống là từ máu tươi sống của động vật này có thể mắc một số những cái bệnh nguy hiểm, bệnh liên cầu khuẩn này, rồi nhiễm giun sán này, rồi các loại cúm gia cầm nữa, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt bà bầu thì càng nguy hiểm hơn, bởi vì còn ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng nữa, nên chúng ta cần phải kiêng tránh cái món ăn tiết canh sống. Còn với củ dền thì là cái loại thực phẩm mà các loại củ ấy nó màu đỏ tím và vị ngọt này, có rất là nhiều những cái đặc tính và công dụng trong cuộc sống khác nhau và cũng tốt cho sức khỏe nữa. Ví dụ như là nó sẽ giúp trong việc là cải thiện cái vấn đề về tiêu hóa, hệ tiêu hóa kém này, khó ăn hay là ăn không tiêu, bởi vì cái hàm lượng chất xơ có trong củ dền là cái thành phần rất là quan trọng để giúp ngăn ngừa cái hiện tượng là tiêu chảy hay là táo bón trong thai kỳ nữa, cũng như là cải thiện sức khỏe đường ruột. Và củ dền đỏ thì nó màu đỏ, thường những cái thực phẩm mà liên quan đến màu đỏ, màu sẫm này ấy, thì có tác dụng trong việc là bổ máu. Và củ dền chứa rất là nhiều sắt, có thể giúp tái tạo này, kích thích tế bào máu, cải thiện tình trạng thiếu máu khi mà mang thai. Vậy là cũng có lợi cho phụ nữ mang thai, mang bầu rồi. Đặc biệt là với chị em phụ nữ chúng ta, củ dền nó còn có tác dụng trong việc là làm đẹp da này, sáng da. Bởi vì nhờ là trong củ dền nó có chứa một số loại hợp chất kháng viêm, kháng khuẩn, nên nó có tác dụng trong việc làm đẹp, thanh lọc cơ thể cho phụ nữ nữa. Vậy các bà bầu chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể ăn được củ dền đỏ này, nhưng mà chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều, tức là không lạm dụng. Thi thoảng chúng ta ăn thì cũng sẽ tốt và hợp lý. Sẽ tốt khi mà chúng ta ăn trong cái giới hạn cho phép thôi, ví dụ như là một lần một tuần này. Và lưu ý là chúng ta chỉ ăn củ dền đỏ này khi mà nó được nấu chín kỹ này. Chúng ta có thể làm các món như là luộc này, hầm chín lên để chúng ta ăn, hay là nấu các loại canh củ dền. Đặc biệt một cái món được cho là món tiết canh từ củ dền, mẹ bầu chúng ta vẫn hoàn toàn có thể thưởng thức. Nhưng mà chúng ta cũng ăn cái kiểu là chúng ta thăm dò và dè chừng thôi, không ăn quá thường xuyên cái món này nhé. Vì mang thai chúng ta rất là nhạy cảm. Đây là cái món được người là món tiết canh giả, phải không? Và được cho là cái món kiểu như là món thạch ấy, thạch rau câu củ dền có nhân là thịt, ăn khá là lạ miệng này. Khuyến cáo các bà bầu mà chúng ta bị yếu bụng này, nhạy cảm quá thì chúng ta không nên thử, không nên ăn, bởi vì yếu bụng thì dễ bị nhạy cảm rồi đau bụng thì sẽ không tốt cho mẹ thôi. Còn các mẹ bầu chúng ta sức khỏe tốt này, thai kỳ ổn định, bụng dạ chúng ta tốt ấy, không kém ăn quá, mà chúng ta vốn là thèm ăn cái món tiết canh thật ấy, tiết canh sống, và chúng ta phải kiêng cữ không được ăn, thì chúng ta hoàn toàn có thể thử sang cái tiết canh từ củ dền này. Nó có cái hương vị được cho là giống đến khoảng 95-96% so với tiết canh thật nữa, cũng ngon miệng, an toàn cái vấn đề vệ sinh, an toàn về sức khỏe, bà bầu có thể sử dụng, chỉ là chúng ta thi thoảng sử dụng thôi nhé. Vậy thôi, hy vọng các mẹ chúng ta sẽ cảm thấy hữu ích về những thông tin mình vừa chia sẻ. Chúc các mẹ chúng ta một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn.